Thưa quý vị, đã 8 năm, trên 5.600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án VLAP của huyện Tiên Lữ vẫn chưa trao được cho người dân. Trong đó có nguyên nhân chính do cán bộ địa chính cơ sở và người dân chưa tích cực thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Trong đó có trên 3.000 giấy chứng nhận là đất thổ cư, còn lại là đất nông nghiệp. Vướng mắc chính khiến cho việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm không cung cấp được biên lai thu thuế và các chứng từ liên quan đến nghĩa vụ tài chính, không giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ. Khó khăn chung thứ nhất là đối với đất được giao trái thẩm quyền thì trên địa bàn xã Hưng Đạo chúng tôi còn khoảng 300 trường hợp giao trái thẩm quyền giai đoạn năm 1995 đến năm 1997. Hiện nay cái phiếu thu là các hộ dân đã không còn lưu trữ được. Đối với cái đất ông cha để lại thì buộc phải có cái văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Thì với các cái bước tiếp theo mới lại hoàn thiện được. Chúng tôi kiến nghị là đối với các cơ quan nhà nước thì xem xét nếu như thửa đất mà sử dụng ổn định, các hàng thừa kế không có tranh chấp với nhau mà đã sử dụng ổn định từ 5 năm trở lên thì cũng đề nghị với các cơ quan nhà nước xem xét tạo điều kiện cho người dân để cấp được cái giấy chứng nhận này. Cả 15 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đều ở tình trạng nêu trên, trong đó xã nhiều là gần 900 giấy và xã ít là gần 70 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa trao. Trong đó năm 2023, huyện có 9 trên 16 đơn vị không trình hồ sơ đất đai nào lên để xét duyệt.